Nhìn con nước ngoài sông ta chạnh lòng bao niềm nhớ, cơn gió khẽ lay cành cũng xao động cả tâm tư. Bởi quê hương luôn là chốn tìm về, là liều thuốc chữa lành bao vết thương trong cuộc sống. Sông ơi cho ta hỏi, nước kia có chảy về quê mẹ? Xin chở dùm ta những nhớ thương da diết trong lòng. Ta mong sống lại chuỗi ngày nơi quê hương xa vắng, được lắng nghe tiếng mẹ à ơi ru cho con ngủ lúc xế trưa. Và ta nhớ những hôm thông dong cùng lũ bạn ra phía sau hè hái càng cua cho mẹ làm bữa cơm chiều. Ta làm sao quên được những tàn cây che bóng mát sau vườn, rau càng cua mấy bụi xanh rờn, non màu lá giòn tươi thân mảnh khảnh. Thuở bé con ta ngu nghe thắc mắc, cứ tại làm sao mà rau ấy có tên gọi càng cua. Và người lớn cứ mỉm cười khẽ bảo, rất lâu rồi ai cũng gọi vậy thôi. Câu hỏi ngày xưa giờ vẫn chưa có lời giải đáp, chỉ tạm hiểu là chắc tại thân cây nó giống những cái càng cua, nên người ta lấy đó làm tên gọi để phân biệt các loại rau miền thôn giả. Người ta hỏi sao nhớ quê cứ nhắc đến loài rau ấy, giản đơn thôi vì nó bệnh vào lòng bao nỗi nhớ khôn nguôi. Đó là những khoảnh khắc ta lẻo đẻo theo sau chân mẹ ra sau vườn tìm hái càng cua.